What the hell are we? What? Bài gì vậy? Em gái mưa. Trời, em gái mưa hả? Dạ, em sẽ hỏi anh rằng chúng ta là thế nào. Thì nó hát lại là cái gì? And can I ask you that? What the hell are we? And can I ask you that? What the hell are we? Hả? Trời, what? Hay gớm không vậy mà cũng sáng tác được, bó tay thiệt. Trời ơi, em cái bài này làm mẹ nhớ tới cái bài mà Born at a girl don't love anyone. Trời ơi, là tức nghĩa là Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Trời ơi, tao nói càng ngày cái sự nghiệp âm nhạc nó càng thấy gớm. Born at a girl don't love anyone, tức có nghĩa là Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Trời ơi, bó tay luôn. Trời ơi, ca mà nghe nó cục xúc dữ sợ. Có vẻ cùi què sức mẻ gì kia, ghê quá. Bó tay mà sáng tác cái tiếng Anh vậy. Trời ơi. Gì? Gì? Cái gì em mới hát gì đó? Trời, em hát ghê quá, mẹ không nhớ luôn á. And can I ask you that? And can I ask you that? What the hell are we? Trời, what the hell are we nữa trời. Trong một cái bài hát mà có what the hell trời. Thì thay vì vậy ta đổi là oh well the hell rồi, what the hell cũng đỡ hơn. Well what the hell are we? Bó tay luôn, kinh dị quá. Thôi đi gửi này lên cho bà con coi, mắc cười ghê đi. Sao mỗi ngày em cho mẹ nghe toàn là cái những cái bài hát cục xúc mà nó có một cái những cái từ ngữ kinh dị mà nó trời ơi nó ngu dốt gì đâu. Giờ cái này không gọi là âm nhạc nữa, ghê quá, nó tra tấn lỗ tai. Kinh dị thiệt luôn đó chứ. Mai mốt đừng có mở mấy cái bản nhạc ngu si này nữa không?